số Bitcoin, Bloomberg trích lời một nguồn tin thân cận cho biết, hãng dầu quốc doanh Petroleo C Venezuela đã đề xuất gửi Bitcoin và Ethereum cho ngân hàng trung ương để cơ quan này thanh toán cho các nhà cung cấp của PDVSA. Ngân hàng trung ương Venezuela cũng đang nghiên cứu khả năng tiền thuật toán được tính vào dự trữ ngoại hối nước này, vốn đang ở đáy 3 năm tại 7,9 tỷ đô la Mỹ. Các lệnh trừng phạt Mỹ áp lên Venezuela thời gian qua đã gần như cô lập nước này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu việc này càng làm trầm trọng cuộc khủng hoảng kinh tế tại đây và buộc giới chức venezuela sử dụng nhiều biện pháp chắp vá để lưu chuyển tiền tệ sau khi kế hoạch sử dụng tiền ảo tự phát hành petro gần như thất bại động thái này cho thấy venezuela vẫn đang tìm cách lách các lệnh trừng phạt hiện chưa rõ pdvsa có số bitcoin và ethereum đó bằng cách nào hoặc giá trị bao nhiêu hãng dầu này vẫn đang chật vật nhận tiền từ khách hàng qua các kênh truyền thống do các nhà băng lớn ngần ngại làm ăn với công ty bị trừng phạt tháng trước Họ đã nhận được phần lớn khoản thanh toán trị giá 700 triệu đô la Mỹ bằng đồng nhân dân tệ sau khi các bên khổ sở tìm tổ chức tài chính chấp nhận xử lý giao dịch này. PDVSA ngần ngại bán số Bitcoin và Ethereum này trên thị trường, có thể vì nó đòi hỏi họ phải đăng ký với một sàn giao dịch và chịu giám sát. Họ muốn ngân hàng trung ương sử dụng số tiền ảo này để trả cho các thực thể mà PDVSA nợ tiền, vì cho rằng ngân hàng trung ương sẽ gặp ít rào cản hơn. Tiền ảo không thuộc sở hữu và quản lý của bất kỳ tổ chức nào, hoạt động trên hệ thống phi tập trung. Trong nhiều trường hợp, nó cho phép giao dịch ẩn danh, không cần trung gian. Rất ít ngân hàng muốn liên quan đến tiền ảo, do các vấn đề về minh bạch thông tin khách hàng, sửa tiền và pháp lý. Năm nay, giá tiền ảo toàn cầu hồi phục khá tốt. Sau khi lao dốc năm 2018, nhờ kỳ vọng ngày càng được nhiều tổ chức truyền thống chấp nhận và kế hoạch ra mắt tiền ảo Libra của Facebook. Dù vậy, giá loại tiền này vẫn còn biến động lớn. Bốn ngày qua, Bitcoin mất giá 20%, nhưng tính từ đầu năm, tiền ảo này vẫn tăng hơn 130%.